Ô xây lần đưa con tin đi phải không? Tòa nhà này là cái mà em với Dũng phải giết một thằng ở trên lầu 1 á. Ừ đúng rồi, nhưng mà phải là vòng cửa vòng bên kia, xong để leo lên cơ mà. Còn bọn chị đã đi từ tầng trệt ra đi từ tầng 1. Không phải, mình là có cầu thang. Mình không có cầu thang mình đi kia rồi. Mình ở đây là mình đi vào tầng trệt xong mình đi leo lên cầu thang, leo ra thang ở trong. Còn mọi người là cái đội phải leo dây lên á. Ừ. Em và Tâm sẽ phải leo lên. Đúng rồi, mà em thấy một thằng ở trên lầu 1 từ xa em có để ý thấy. Thì bây giờ Tâm với Dũng phải đi đằng sau, đúng không? Mình đi vòng hẳn kia, vòng ngược lại. Oxy đã đưa con tin ra ngoài an toàn, mọi người đang ở đâu ạ? Thông báo cho biết. Vẫn ở chỗ đấy, vẫn ở chỗ mà vừa xong hãy đi dịch lên một tí. Ở đây đủ đội 1, đội 2 rồi. Bắt đầu Oxy di chuyển ra cái tòa nhà để giải cứu con tin thứ 2 đi. Mọi người ơi di chuyển tới nhà lạnh nha, nhà kho lạnh. Nó ở đâu nhiều thế? Anh ơi lên. Anh lên chỗ nắp đi anh. Lên chưa? Đứng ở đó làm chi? Kiếm cho nó bên kia, đi sang bên kia. Ôi, bắn vào mắt không nhìn thấy gì cả. Oxy và Minh sẽ di chuyển vào kho lạnh nha. Oxy và Minh sẽ chuyển vào kho lạnh. Mình lên trước. Oxy, đoán theo anh. Oxy đang cầu thang, mọi người đang ở đâu vậy? Đi, chạy nhanh. Cứ di chuyển đã, cạ xuống đi. Nhanh, đừng đó nữa. Di chuyển anh. Oxy đã hạ hết tầng 1. Mọi người nghe rõ chưa? Tầng 1 sập. Mọi người nghe rõ chưa? Tầng 1 sập. Đội Oxy và đội Tâm đang ở tầng 1, đợi quanh và lập nha.
Đội Oxy và Tâm đang ở tầng 1, đợi Oanh và Lập. Có vẻ lực lượng không tương quan khi các đội phải đối mặt với số lượng lính canh đồng hơn gấp 3 lần. Mặc dù thân thể bị rất nhiều vết thương do đạn súng sơn gây ra cũng như trong quá trình di chuyển, nhưng các mỹ nhân của chúng ta vẫn kiên cường chiến đấu và không hề có ý nghĩ bỏ cuộc. Bên kia có ai không? Tầng 1 an toàn, tầng 1 an toàn. Bây giờ lên tầng 2, bây giờ lên tầng 2. Bây giờ ai lên trước nè? Bây giờ mình sẽ chia ra hai người đi lên, hai người giữa và hai người sau nha. Rồi. Nếu mà hai người đi đầu, hai người bắn điểm trợ cho hai người thứ hai đi vào, lao vào. Ok. Vậy Quang với Lập lên trước đi. Ok. Tâm với lại anh Dũng đi giữa, Oxy và Minh đi sau nha. Lên. Tầng 2 an toàn lên đây. Bây giờ nhé, anh sẽ lao lên bắn hai người kia. Hai người còn lại phải bắn cho anh hai đứa bên này. Ok. Anh sẽ lao lên bắn người kia trước nhé. Ok. Lên đi. Anh sẽ lao lên bắn thằng kia. Rồi. Có một thằng ở đằng này, một thằng đằng này. Thì hai người đằng sau ủng hộ nhá. Đi làm, đi lên luôn. Mày nạp ra đi. Ở trên rất là đông luôn, bây giờ mọi người phải chia đội làm sao, tại vì trên rất là đông, đang thỉa xuống một hang. Ở trên là có đủ các hướng luôn á. Bây giờ một người hoặc hai người làm hai tiên phong, đứng ôm đầu chạy lên để cho nó chết rồi bắn. Hai người đằng sau không lên, tức là hai người trước ôm đầu cho nó bắn, nó nho lên, hai người sau ngửa lên để bắn. Rồi. Thì mới được. Thì mình mới lên được, chứ không đứng như này không lên được. Cái kế hoạch cảm tử là cũng rất là hay á, bởi vì không bị dính nhiều đâu, bởi vì bên này sẽ là lên liền luôn. Lên liền luôn. Ống ấy, đường một tới đây là đường ống cống. Lúc nãy xuống em bị kẹt. Bắn một cái là kẹt. Còn nhiều. Anh mới là cảm tử lên, mọi người lên luôn. Xong đến nơi cái là bọn anh mới là cái quay. Anh sẽ là cái quay lại bắn luôn thì mọi người xong lên luôn. Lập ai đâu rồi? Đây. Kiểm tra súng. Thank you.
em được không? Tâm ở đây, em ở đây, Tâm ở đây. Đỡ vừa vai như này là chống chống chân phải lên, chống chân phải lên không chị ơi, chống chân. Lên đi, lên đi, lên đi. Bắt em lên. Sao lên chị, em bắt tên đây. Trộm lên người chị đi. Tâm cho bạn đi lên đi. Okay. Anh xuống trước và anh cầm súng xuống luôn nha. Thì anh canh ở dưới sẽ em sẽ đưa người xuống. Đây nè, đây nè. Rãi từ từ. Rồi lắm. Rồi lắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hành động lúc 21 giờ thứ 6 trên HTV2 V Channel.